Nếu bạn cũng giống như tôi, quen làm thêm giờ đến khuya rồi mới bắt xe buýt cuối cùng về nhà, nói không chừng chúng ta đã gặp nhau trên xe buýt 514. Bởi vì chuyến xe buýt cuối cùng đã quá muộn, rất ít người đi xe buýt tại thời điểm này, đặc biệt là đoạn đường từ đến dốc sư tử tới nhà hỏa táng. Càng có thể dùng từ vắng người để hình dung, bởi vì vốn là nhà hỏa táng duy nhất của thành phố ở đoạn dốc đó. Bởi vậy bóng đêm ở đây rất yên lặng, ống khói đen ẩn trong bụi cây thỉnh thoảng bốc lên khói cuồn cuộn, và trong không khí luôn tràn ngập mùi da thịt cháy. Có điều nhà cửa ở đây rất rẻ và chất lượng cũng không tệ, nó phù hợp với số lương ít ỏi của tôi. Đi xe buýt 514 từ công ty tôi đến dốc sư tử, xuống xe tổng cộng phải đi qua 7 trạm dừng chân, mà qua trạm tiếp theo là đoạn thành cầu, sẽ luôn có một người lên xe. Sau đó đến trạm điện trên dốc sư tử, số lần xuống xe nhiều hơn nên người lên xe khiến tôi chú ý. Hắn là nam thanh niên chừng 40 tuổi, bộ dáng rất cường tráng. Mỗi lần hắn đều mặc một thân quần áo màu đen, trên áo in mấy số bắt mắt. Bởi vì tôi cũng không biết hắn là ai, cho nên âm thầm ở trong lòng liền xưng hô hắn là 4014. 4014 là một người rất kỳ quái, giống như tôi. Mỗi lần đều phải chạy chuyến xe buýt cuối cùng này, hắn luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe. Thỉnh thoảng hành khách lại ít đến mức chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi cảm thấy có tràn ngập một bầu không khí kỳ lạ. Tài xế phía trước hết sức chăm chú, phía sau cũng chỉ có tôi và hắn ta, không mấy lần len lén quay đầu lại nhìn hắn. Hắn lại phảng phất như không biết, hắn ngồi ngay ngắn không nhúc nhích. Càng làm cho tôi kỳ quái chính là, tuy rằng bên ngoài đen kịt như mực, nhưng hắn mỗi lần đều đeo kính râm đen, cặp kính râm màu đen kia che khuất nửa khuôn mặt của hắn. Như vậy không cách nào nhìn thấy ánh mắt cùng phương hướng ánh mắt của hắn, cũng đoán không ra hắn là loại biểu cảm gì. Lúc đầu tôi nghĩ rằng hắn là một người mù, bởi vì chỉ có người mù sẽ không phân biệt được khung cảnh và thời gian, luôn luôn đeo kính râm. Nhưng sau đó quan sát hắn ta lên xe buýt, xuống xe thành thạo, phán đoán hắn ta có thể nhìn thấy. Vậy tại sao hắn ta luôn đeo kính râm lúc 12 giờ đêm, liệu có phải vì thời trang không? Hình như không cần thiết chứ, thường xuyên chạy tầm này, nên tài xế cùng quen đường về nhà chúng tôi, nên không thèm hỏi một câu. Anh ta sẽ lái xe thẳng đến trạm điện và dừng xe để 4014 xuống xe. Sau đó đến dốc sư tử, tôi xuống xe, về nhà phải đi qua một khu rừng nhỏ. Ban đầu một vài lần tôi không quan tâm thông qua bụi cây về nhà, nhưng một vài lần đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bởi vì luôn luôn cảm thấy rằng ai đó theo tôi ở phía sau. Quay đầu lại nhìn, lại không có. Đi về phía trước, lại cảm thấy có. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng đó là 4014 ở phía sau. Nhưng rõ ràng nhìn hắn ta đã dừng trước tôi một đoạn, tôi cảm thấy mình có một chút thần kinh. Từ đó về sau, 4014 đó đã trở thành cái bóng trong trái tim tôi. Mỗi lần nhìn thấy hắn ta tôi rất lo lắng, cho đến một ngày tôi hoàn toàn sụp đổ. Và một đêm nọ, trời mưa rất to, tôi lại quên mang ô. Xe buýt cuối cùng 514 giống như thú cưng dần dần tiến tới trong mưa. Tôi nhảy lên xe như bay, trong xe chỉ có một mình tôi, cửa sổ đóng chặt và xe buýt di chuyển chậm trong mưa lớn. Đến trạm thành cầu tiếp theo, 4014 quả nhiên lại lên, hắn vẫn đeo kính râm, còn chống chiếc ô lớn màu đen lên xe. Hắn đem ô cất lại, kéo ô đi tới vị trí phía sau xe. Lúc đi ngang qua bên cạnh tôi, một cỗ khí lạnh trước mặt đến theo. Theo bản năng tôi lùi vào bên trong, 4014 phảng phất như không thấy phản ứng của tôi. Hắn ngồi trên chiếc ghế mà hắn ta quen thuộc. Sau một khoảng thời gian chiếc xe dừng tại điểm dừng quen thuộc, tôi biết là đã tới trạm điện. Theo lẽ thường mà nói, 4014 hẳn là xuống xe ở chỗ này, nhưng hắn lại ngồi ở chỗ đó bất động, phảng phất như không có tri giác. Người lái xe chờ đợi và hỏi, anh có xuống xe không? Trong xe chỉ có tôi và hắn ta hai người. Người lái xe rõ ràng là hỏi anh ta, nhưng anh ta vẫn không phản ứng. Người lái xe chờ đợi, đóng cửa và tiếp tục đi. Điểm dừng chân tiếp theo là dốc sư tử. Người lái xe cũng dừng xe và mở cửa thay vì chờ tôi nói. Tôi cũng nhanh chóng xuống xe. Bên ngoài mưa rất lớn, tôi cắn răng chạy một mạch. Chạy vài bước cảm thấy xe đã chạy đi rồi, ngoảnh đầu lại nhìn, má ơi, 4014 cũng xuống xe tại đây. Hắn ta đang cầm ô ở đằng sau tôi. Tôi chạy hai bước, hắn cũng chạy hai bước. Phía trước là một khu rừng ở ven nhà hỏa táng. Tôi phải chạy qua khu rừng này mới về tới nhà. Tôi dừng lại quay đầu lại nhìn, hắn ta vẫn theo sau tôi cách đó không xa. Hắn ta định làm gì? Tôi mạnh dạn hét lên một câu, anh đi theo tôi làm gì?
Dưới bộ dáng kỳ dị của hắn, một tiếng sét lớn vang lên, phảng phất dưới ánh sáng sét. Khuôn mặt trắng bệch của hắn rất đáng sợ, hai thấu kính lớn như hai lỗ đen lớn. Tôi dừng lại, hắn cũng dừng lại. Nghe thấy tiếng của tôi, miệng hắn ta dường như động đậy, giống như muốn nói gì, nhưng tôi nghe không rõ. Lại một tiếng sét ngang qua, lúc này trái tim tôi run lên. Tôi cũng phát hiện hắn ta không có bóng dưới ánh sáng. Tôi sợ hãi hét lên, trái tim tôi sắp vỡ ra, khó thở, thiếu oxy nào. Giọng nói run rẩy và nói, anh là người hay ma, anh định làm gì?